Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Thì trước mắt anh em thì em cũng đang nói trực tiếp trên những bản mixer Dynalocorp CMS600. Thì với cái bản CMS600 này thì nó sẽ có một cái lắp ở trên anh em nhé. Với bản 1000 thì hiện tại có lắp nhưng anh em sẽ phải mua thêm cái lắp ngoài. Nhưng với CMS600 thì anh em đã được tích hợp đó là một chiếc lắp này để anh em có thể bảo vệ được những cái fader, bảo vệ được những cái nút ấn ở mặt đằng trước này anh em nhé. Thì với CMS600 và CMS1000 hiện tại bên em đang giới thiệu và đang bán tới tất cả anh em thì đều là những bản mà nó là bản cao cấp anh em nhé. Lưu ý với tất cả anh em thì nó là bản cao cấp chứ không phải là hàng loại một đâu anh em nhé. Với những cái bản cao cấp thì anh em thì nghe thấy chất âm từ tiếng vợ, từ những cái tiếng echo delay của nó rất là hay. Và hiện tại em cũng đang sử dụng trên cái bộ mic U900 và em đang nói trực tiếp trên cái mic đuôi chuột đây, anh em thể nghe thấy đúng không? Mic U900 là một trong những cái dòng mic mà sự kiện cũng rất ok và gia đình thì nó quá là đẳng cấp rồi. Đấy, sóng sánh rất ổn định và bắt sóng chất âm của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy thì hiện tại thì em cũng đang sử dụng đó là trên cái chế độ reverb trên cái bàn mixer Dynalocorp CMS600. Thì với cái bàn 600 này thì nó rất là nhỏ gọn, là cái bản thu nhỏ thôi anh em nhé. Đó là bản thu nhỏ của CMS1000. Nhớ anh em hỏi thì cái bản 600 và cái bản 1000 thì tiếng có khác nhau không? Thì lưu ý tất cả anh em là tiếng nó giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ khác nhau là cái bản CMS600 thì nó sẽ là bản rút gọn, nhỏ hơn so với CMS1000 thôi. Và nó chất lượng và chất âm nó sẽ như nhau. Thì với cái bàn như CMS600 này thì nó sẽ có 6 line chính bằng Canon và bằng 6 ly cho anh em chơi. Và line 9, 10, 11, 12 nó sẽ sử dụng bằng jack 6 ly và có thêm các cổng 1, 2, 3, 4 CD để cho anh em có thể kết nối với nhạc và anh em chỉnh trên những cái fader này anh em nhé. Lưu ý là 6 line đằng trên này nó sẽ là line riêng anh em đi bằng Canon hoặc đi bằng 6 ly. Và như tiếng vật đây anh em thể nghe thấy đúng không ạ? 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng vật nó rất hay, rất chuyên nghiệp đúng không ạ? Dòng này thì tiếng vật cực kỳ đỉnh luôn. 6 7. 1 2 5 6 7 8 9. Và cái bàn này thì sẽ lên tiếng echo delay cho anh em nghe này. 1 2 3 3 3 1 5 6 7 8 9. Anh em thể nghe nghe tiếng echo delay của nó quá ngon, cực kỳ ngon và rất là quyện anh em nhé. Sao với những bạn này mà anh em đi sự kiện thì hát rất là sướng, hát sướng thì rất sướng, rất dễ dàng. Đấy, sao 1 2 5 6 7 8 9 lên cho anh em chút vòng con này, đánh cả echo delay cả vòng cho anh em nghe. Echo đi vòng luôn anh em nhé. Sao 7 7 1 2 5 6 7 8 9. Sao 7 7 7. Anh em nghe kỹ thì anh em sẽ nghe thấy những cái tiếng xì, đúng không? Những tiếng xì. Đấy, 6 xì. Đấy, đằng sau của nó có đuôi rất đẹp luôn đấy anh em nhé. Và cái vợt của nó tiếng rất sạch. Đấy, rất sạch sẽ và rất là dễ dàng can chỉnh. Dòng này thì đây anh em thể thấy là em đang alo trực tiếp thôi, chỉ có mic U900 này, mixer đây là có CMS600 này, đẩy MA3 đánh ra cặp loa đằng sau thôi. Nó chỉ có những thiết bị như vậy thôi anh em nhé. Đây là cái chất âm mà anh em có thể đánh giá, nó là chất âm thô của bàn mixer Dynalocorp. Cái đập đẩy đánh ra loa thôi, chứ nó không qua thiết bị như crossover hay là sử dụng các thiết bị khác để vào căn chỉnh thêm. Và đây là cái chất độ trực tiếp mà đây em đang để, nó là loud mic 2. Nó là bass, trung và check trên line mic này. Nó đang để đúng 12 giờ. Và chút nữa thì sẽ quay gần lại cho anh em cùng xem về cái này cho anh em cùng xem anh em nhé. Đấy, cực kỳ hay luôn. Bàn này thì dễ chỉnh anh em nhé, dễ chỉnh nhỏ gọn. Kể cả anh em mà đi sâu, anh em đi sự kiện con đàn off thì anh em cắm vào những cái bàn CMS600 này thì cũng rất là thoải mái cho anh em rồi. Vì sao? Vì nó có đến 6 line kết hợp bằng 6 ly của Canon, đúng không ạ? Anh em cắm mic, anh em cắm các đàn nhạc cụ của anh em nó cũng rất là thoải mái rồi. Và nhớ anh em thì thích những bản 1000 nó sẽ to hơn thì bên em cũng đã phân phối và cũng đang phân phối và cũng đã có rất nhiều hàng để anh em thể mua và đặt hàng. Như bản CMS600 thì giá hiện tại là 7,5 triệu, còn CMS1000 là 8,7 triệu, nó hơn nhau 1,2 triệu thôi anh em nhé. Anh em thích 1000 bên em cũng có và 600 bên em cũng có. Và cho anh em nghe lại cái tiếng
delay echo, echo reverb vào dòng này luôn anh em nhé, kết hợp cả echo và cả reverb vào chất âm cho anh em nghe. 1 2 5 6 7 8 9 sao 7 1 2 cực kỳ hay rồi đúng không ạ, cực kỳ hay, cực kỳ mượt rồi với cái bản 600 này. Tết bản 600 thì anh em cũng sẽ nghe được chất âm của bản 1000 như em đã nói đầu video đấy. 1000 và 600 chất âm như nhau hoàn toàn, cách chỉnh sẽ như nhau, chất âm sẽ như nhau, không khác gì nhau cả. Chỉ là cái bản 600 các bạn rút gọn, bản 1000 các bạn phóng to của Sigma 600 thôi. Bản này thì nó sẽ nhỏ gọn, khó lắp lại cho anh em luôn. Đấy thì anh em thấy đấy. Ok, đi gần vào anh em nhá. Đi gần vào cái bàn mixer này cho anh em cùng nhìn đây. Đây là bàn mixer CMS 600 anh em nhé. Bàn này thì quá nhỏ gọn rồi, 600 này. Ok chưa? Đây như em đã nói này, hai mid loud của Line Mix em để nguyên 12 giờ đấy, không có gì nhiều. Bàn này thì nó quá là dễ chỉnh, quá ngon luôn. Rồi những cái delay repeat của effect 1, effect 2 anh em có thể chỉnh được. Đấy, loud cắt giải tần số bao nhiêu rồi bao nhiêu anh em có thể sử dụng hoàn toàn anh em nhé. Đấy, effect 2 edit này, chỉnh effect 2 đây đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Đấy, đầy đủ luôn, những cái chế độ setup đầy đủ cho anh em luôn. Và khi anh em mua hàng thì bên em cũng sẽ cài đặt sơ qua cho anh em về cái bàn mixer này để cho anh em thể sử dụng. Thì ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng về cái bàn mixer thì anh em có thể liên hệ bên em qua số bên góc dưới màn hình anh em nhé. 600 thì em xin nhắc lại giá là 7,5 triệu, CMS 1000 là 8,7 triệu cho anh em chơi. Ok, đều là những bản cao cấp anh em nhé, không phải hàng loại 1 mà là hàng cao cấp của chị đây. Chất âm cực kỳ đẳng cấp cho anh em nghe, giá tiền thì cực kỳ hợp lý. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.